Trở thành người sở hữu iPhone 16 series chính hãng VNA sớm nhất với Hoàng Hà Mobile, nhận ngay ưu đãi lên tới 7 triệu đồng, phụ kiện ưu đãi 50%. Đặc biệt, khách hàng có cơ hội bốc thăm VinFast VF3 trị giá 240 triệu đồng, đặt trước từ ngày 20 tháng 9, có hàng từ ngày 27 tháng 9, quét ngay mã QR để biết thêm thông tin chi tiết. Chào các bạn, sau khi cô Phương Hằng ra tù, mọi sự chú ý lại tiếp tục đổ dồn về nhân vật này. Về cuộc sống đời tư của người ta thì chúng ta cũng không nên quan tâm nhiều. Nhưng tầm ảnh hưởng của cô Phương Hằng lớn đến xã hội thì lại đưa ra nhiều vấn đề tác động đến cuộc sống của chúng ta. Thế nên nó có thể được xem là kiến thức xã hội mà chúng ta nên quan tâm để xem xã hội vận hành như thế nào. Và mới đây thì cô Phương Hằng lại có những hành động khiến dư luận chú ý. Vậy đó là gì? Chúng ta hãy cùng xem và nó tác động đến đời sống xã hội như thế nào các bạn nhé. Như các bạn đã biết thì ngay sau khi có thông tin về việc trở về vào ngày 19 tháng 9 thì cô Nguyễn Phương Hằng đã được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Và để đáp lại điều này thì cô đã quyết định sẽ mở cửa miễn phí tham quan khu du lịch Đại Nam trong 4 ngày. Trong những ngày này thì khu du lịch Đại Nam sẽ miễn phí hoàn toàn vé vào cổng cũng như các dịch vụ khác. Theo lãnh đạo của công ty thì đây là ý tưởng của bà Nguyễn Phương Hằng sau khi trở về điều hành công ty Đại Nam. Theo đó thì khi khách tham quan đến vui chơi, khu du lịch sẽ bố trí các thùng quyên góp để mọi người có thể quyên góp ủng hộ cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Số tiền này sẽ được khu du lịch Đại Nam chuyển cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương. Và theo dự kiến thì trong những ngày mở cửa miễn phí, bà Nguyễn Phương Hằng sẽ có những hoạt động giao lưu với du khách. Ngày 29 tháng 9 là ngày đầu tiên trong chuỗi hoạt động này, hôm đó là vào Chủ nhật. Đã vậy lại còn miễn phí và quan trọng nhất là được gặp gỡ CEO Nguyễn Phương Hằng nên rất nhiều người đã đổ dồn về khu du lịch Đại Nam. Các báo liên tục đưa tin về tình hình ùn tắc kéo dài nhiều giờ đồng hồ do lượng người đổ về quá đông. Thậm chí chỗ giữ xe của khu du lịch cũng chật cứng khiến nhiều người phải gửi xe ở những điểm trông giữ xe tự phát rồi đi bộ cả km để vào khu du lịch. Buổi tối thì bà Hằng xuất hiện cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng và con trai là Huỳnh Hằng Hữu. Đứng trước những người yêu quý, bà đã thay mặt công ty Đại Nam ủng hộ 10 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Trước đó thì ông Huỳnh Uy Dũng đã góp 5 tỷ. Ngoài ra thì cũng trong buổi gặp gỡ này, con trai của bà đã góp 35 triệu 500 nghìn là số tiền mà bé được tặng trong dịp sinh nhật lần thứ 12. Nói về việc đóng góp số tiền lớn như vậy thì bà Hằng chia sẻ lý tưởng sống của bà là giúp đời, giúp người. Nên dù biết chồng đã ủng hộ nhưng bà vẫn quyết định chi một số tiền khủng. Thế nhưng con số đó chỉ như muỗi đốt nếu bà bán được chiếc nhẫn kim cương với giá 1.000 tỷ trên tay mình. Sau khi ủng hộ thêm 10 tỷ thì bà đã tuyên bố ai sẵn sàng bỏ ra 1.000 tỷ để mua chiếc nhẫn kim cương mà bà đang đeo trên tay thì ngay lập tức bà sẽ gửi toàn bộ số tiền đó vào Quỹ Mặt trận Tổ quốc. Phải nói thật là khi nghe đến con số này thì nhiều người bất ngờ đến mức không dám nói nên lời. Kim cương 1-2 tỷ, thậm chí chục tỷ, vài chục tỷ đã nghe rồi. Thế nhưng kim cương có giá đến 1.000 tỷ thì đúng là hiếm có khó tìm. Thế nhưng 1.000 tỷ đối với bà Phương Hằng thì cũng chỉ là cái nhẫn thôi. Bởi bà là một người mê kim cương và không tiếc tiền khi mua món trang sức đắt đỏ này. Cũng trong buổi gặp gỡ thì bà Hằng đã hát một số ca khúc tự chế. Một trong số đó là bài hát Phương Hằng và T30. Bên cạnh những người ủng hộ cho rằng bài hát này chỉ là nỗi niềm riêng của bà Hằng và hoàn toàn thông cảm được thì cũng có một số người khác cho rằng bài hát mang lại cảm giác oan ức khi bà là người vì dân mà đứng ra. Trong khi đó, báo Công Thương có lên một bài viết đưa ra quan điểm rằng bản án của bà Hằng là rõ ràng và xác đáng, đúng người đúng tội chứ không phải sự trả giá cho việc đấu tranh cho người dân như bà nói. Một bài viết khác cũng của báo Công Thương cho rằng chương trình nhằm gây thêm quỹ ủng hộ cho đồng bào thiên tai đã biến thành sân chơi mang màu sắc cá nhân của nữ doanh nhân. Các phát ngôn của bà Phương Hằng trong buổi gặp gỡ này được cho là gây sốc, thể hiện cảm xúc của bản thân quá đà, tư tưởng có phần lệch lạc nhưng lại được cổ suý. Điển hình là chưa đầy 24 giờ, bản nhạc chế đã được một tài khoản YouTube biến tấu thành bản karaoke nhạc chế và được các fanpage dẫn lại để câu view. Bài viết nhanh chóng gây tranh cãi. Người thì cho rằng so với những gì mà bà Hằng đã cống hiến thì chúng ta không nên suy diễn như vậy. Nhưng cũng có người thì lại nghĩ ít nhiều bà Hằng cũng có sự ảnh hưởng đến cộng đồng nhất định. Vì thế bà càng phải cẩn thận và tiết chế hơn trong việc phát ngôn của mình. Bởi chính bà là người hiểu rõ nhất việc nói sai một ly sẽ đi một dặm. Và trong khi mọi người vẫn đang chờ đợi những buổi gặp tiếp theo với CEO Nguyễn Phương Hằng thì vào ngày 2 tháng 10, kênh truyền thông của công ty Đại Nam đã đưa thông báo từ nay bà Phương Hằng
vì lý do sức khỏe và muốn dành thời gian cho gia đình nên đã quyết định không livestream trên tất cả các phương tiện truyền thông kể từ nay về sau. Bên cạnh đó, mặc dù chuỗi chương trình chung tay chung sức chung một tấm lòng nhằm quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 sẽ ngừng và không tiếp tục tổ chức vào các ngày mùng 6, 13 và 20, nhưng bà Nguyễn Phương Hằng vẫn quyết định sẽ ủng hộ thêm 10 tỷ đồng nữa. Số tiền này sẽ được chuyển trực tiếp tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Như vậy, tổng số tiền mà gia đình cũng như công ty Đại Nam của bà Hằng và ông Dũng ủng hộ đã lên tới con số 25 tỷ 35 triệu 500 nghìn đồng. Đối với tinh thần đã từ thiện thì phải từ tâm và minh bạch, Fanpage Trường Đua Đại Nam cũng đã đăng tải toàn bộ sao kê của chương trình Chung Sức Chung Tay Chung Một Tấm Lòng. Trước đó, vào ngày 29 tháng 9, bà Hằng cũng chơi lớn khi thuê các nhân viên của một ngân hàng đến tận nơi để sao kê tại chỗ. Tổng số tiền trong các thùng quyên góp là 797 triệu đồng. Sau khi nghe tin bà Phương Hằng sẽ không tiếp tục livestream thì rất nhiều người đã bày tỏ sự hụt hẫng. Bởi chỉ cần lên sóng và nói chuyện vui thôi thì bà cũng đã lập kỷ lục người xem rồi. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau khoảng thời gian sóng gió, bà mới được trở về cuộc sống thường ngày. Thứ mà bà cần lúc này là sự bình yên và niềm vui bên gia đình. Cho nên, việc làm này của bà Nguyễn Phương Hằng là rất đúng. Ngay cả bản thân bà cũng nói về việc không livestream trong buổi gặp mặt tại khu du lịch Đại Nam ngày 29 tháng 9. Với những người thực sự yêu quý bà Hằng thì thay vì đợi các buổi livestream, chúng ta hãy ủng hộ một cách văn minh và sống thật hướng thiện như những gì mà bà mong muốn. Hiện có rất nhiều người yêu quý và ủng hộ các hành động của bà Hằng. Bởi từ trước đến giờ, vợ chồng cô vẫn được xem như Phật sống với các hành động từ thiện không tiếc tiền. Trong đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, Đại Nam đã nhập 50.000 bình oxy trước khi dịch bùng phát. Có thời điểm Đại Nam cung cấp đến 1.500 lít oxy mỗi ngày cho bệnh viện Chợ Rẫy hay là tặng máy tạo oxy cho vùng có nhiều F0. Ngoài ra thì khu du lịch Đại Nam trị giá 6.000 tỷ của bà cũng được biến thành khu cách ly trong thời điểm đại dịch Covid-19 đang rất căng thẳng. Thậm chí trước đó, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã âm thầm làm nhiều việc thiện dưới tên Quỹ Từ Thiện Hằng Hữu. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, có 49 đơn vị tổ chức đã được Quỹ Từ Thiện Hằng Hữu tài trợ với số tiền 467,6 tỷ đồng để làm công tác từ thiện giúp đỡ cộng đồng. Trong suốt quá trình hoạt động, quỹ này đã tài trợ cho 8 bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Đại học Y, Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh, Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, thực hiện mổ tim và cứu sống hàng nghìn trẻ sơ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh, não úng tủy. Chúng ta thấy, với một người thầm lặng đóng góp cho xã hội như vậy thì không quý sao được. Tuy nhiên, cũng có những quan điểm quan ngại về những gì mà cô Phương Hằng đã làm sau khi trở về. Việc liên tục từ thiện thì đương nhiên là quá tuyệt vời rồi. Thậm chí, hành động nhiều lần ủng hộ tiền tỷ còn khiến nhiều nhân vật trong giới showbiz, những người phương bạt phải mối mặt. Nhưng, như quan điểm của báo Công Thương cho thấy, cô Hằng đã một lần nữa tạo ra sân chơi riêng của mình. Báo Công Thương nói, một số tư tưởng của bà Hằng có phần lệch lạc nhưng lại được đám đông ủng hộ. Một cơ quan của nhà nước đang có cái nhìn và đánh giá hơi tiêu cực về hành động của cô Hằng như vậy thì liệu mọi chuyện trong tương lai sẽ như thế nào? Nhất là khi trên các mạng xã hội đang bàn đến việc cô Hằng liệu có chơi chữ không khi nói đến họa và phúc. Thế nên, mong rằng sắp tới cô Hằng sẽ sống bình yên, cứ âm thầm làm từ thiện giúp đời và chẳng cần quan tâm đến chuyện đời. Tránh việc nhiệt tình quá có thể lỡ lời và lại xảy ra điều không hay. Các bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.